Vâng, xin chào anh chị, lại là tôi đây. Tên tôi là Phan Anh và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn các cái cách thức hướng dẫn thao tác để các anh chị và các bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook với mục tiêu là tăng số lượt tin nhắn Messenger. Vâng, tôi sẽ thay đổi giọng của mình, giọng một chút tỏ vẻ như là đang rất là căng thẳng. Video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn là cái cách mà chúng ta sẽ chạy quảng cáo với mục tiêu tiếp thị là tin nhắn. Thì cũng rất đơn giản thôi. Việc đầu tiên là các anh chị vào trình duyệt, sau đó vào tài khoản quảng cáo, trình quản lý quảng cáo. Sau đó các anh chị chọn tạo màu xanh lá cây, bấm nút tạo màu xanh lá cây. Sau đó thì các anh chị sẽ chọn tới cái phần tin nhắn. Trong cái phần tin nhắn thì chúng ta sẽ thấy là nó bắt đầu ra đến đây. Cũng đặt tên chiến dịch. Cái phần này cũng các anh chị cũng biết rồi, cũng lựa chọn mô hình đấu giá hoặc là tiếp cận và tần suất, đúng không ạ? Và mục tiêu của chiến dịch là tin nhắn, hoặc là đây chúng ta nhìn thấy đây, mục tiêu của chiến dịch là hiển thị tin nhắn để mọi người có thể tương tác với chúng ta qua Messenger nhiều hơn, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể chạy thử nghiệm AB, hoặc là chúng ta cũng có thể là bật tối hóa ngân sách chiến dịch. Và khi mà bật tối ưu hóa ngân sách chiến dịch thì nó sẽ tự tối ưu chi phí cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy đấy, chi phí thấp nhất hoặc là giới hạn giá thầu. Ở đây thì chúng ta chọn là chi phí thấp nhất, đúng không ạ? Ngân sách hàng ngày thì tùy chúng ta đặt. Chúng ta có thể đặt khoảng 1 triệu đồng một ngày, tùy chúng ta. Thế sau đó thì chúng ta cũng đặt tên cho nhóm quảng cáo, đúng không ạ? Đây là nhóm quảng cáo tin nhắn Messenger gì đó, ví dụ thế, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ thấy là nó có hai dạng là nhấp để mở hoặc là tin nhắn được tài trợ. Nếu mà nhấp để mở thì mục tiêu của nó là nó sẽ bật một cái hội thoại lên đó. Còn nếu mà chúng ta mà chạy tin nhắn được tài trợ, tin nhắn được tài trợ thì nó sẽ vào phần Messenger và cái quảng cáo của nó sẽ hiển thị ở trên Messenger như thế này. Đấy, ví dụ như là tôi đang nhìn thấy có một cái quảng cáo là Harvard Business Review đây. Cái màu đỏ đỏ đấy, các bạn nhìn thấy trên màn hình đúng không ạ? Vâng, thấy chưa ạ? Rồi, ok. Thì ở đây chúng ta thấy là có hai cái lựa chọn, một là để nhấp để mở Messenger hoặc là tin nhắn được tài trợ. Thì cả hai cái lựa chọn này thì sẽ tạo ra hai cái hình thức khác nhau, hai cái chiến dịch con khác nhau. Thế thì đầu tiên nếu mà các bạn chọn nhấp để mở thì nó sẽ có một cái ô hộp thoại. Khi mà người ta nhấp vào đấy thì nó sẽ nhảy ra cái cửa sổ chat. Cái cửa sổ chat đấy có thể có những cái câu thoại có sẵn, đúng không ạ? Thế còn nếu mà chúng ta để chọn tin nhắn được tài trợ thì lúc này là đấy là chúng ta sẽ chạy hiển thị như tôi vừa cho các bạn xem. Đó. Thì các bạn thấy là nó sẽ gửi tin nhắn thôi. Tất cả những cái khác nó sẽ tắt, đúng không ạ? Và tất cả những thứ khác sẽ tắt, không có vấn đề gì cả. Đấy, còn nếu mà chúng ta chọn nhấp để mở thì phía dưới này cái giao diện nó cũng sẽ khác đi một chút. Tất nhiên chúng ta vẫn nhắm chọn tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền. Đấy, rồi thì vị trí. Vâng, chúng ta có thể tối hóa phân phối cho quảng cáo với cái hình thức là nhấp vào hộp thoại tin nhắn để thu được nhiều tin nhắn hơn. Thì chúng ta có 3 lựa chọn là số lượt click và liên kết, cuộc trò chuyện và khách hàng tiềm năng. Thế thì số lượt click và liên kết thì cái quảng cáo đấy nó sẽ được click nhiều hơn. Và tất nhiên khi click vào đấy thì nó cũng có thể truy cập về website hoặc là cũng có thể là ra cái tin nhắn. Còn nếu mà mục tiêu của chúng ta là cuộc trò chuyện thì nó đẩy nhiều tin nhắn nhất. Thì theo kinh nghiệm của tôi trong cái chiến dịch này thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai, đấy là cuộc trò chuyện hoặc là số lượt click của liên kết, đúng không ạ? Thì chúng ta ưu tiên hàng đầu là chúng ta sẽ để cuộc trò chuyện. Sau đó thì chúng ta tiếp tục, chúng ta đặt tên cho quảng cáo và chúng ta chọn đến cái trang fan space mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như là chúng ta muốn chạy một cái page của chúng ta về page thời trang chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể chọn là tài khoản Instagram hoặc là kết nối. Đó. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ thiết lập quảng cáo. Thì ở đây có lại tiếp tục có 3 lựa chọn. Một là tạo quảng cáo mới, hai là sử dụng bài viết đã có sẵn. Nếu mà chúng ta sử dụng bài viết có sẵn thì nó sẽ giống như là khi mà chúng ta chạy quảng cáo bài tương tác. Nó rất là giống với chạy quảng cáo bài tương tác. Ví dụ như vậy. Nó rất là giống bởi vì các bạn đang nhìn thấy đây. Đó. Nó cũng sẽ ra cái tin nhắn bài viết như thế này. Sau đó chúng ta gọi một cái nút gửi tin nhắn vào. Đó.
Ví dụ như thế. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là trong cái bài quảng cáo của chúng ta, chúng ta nhìn có cái hình bên tay phải ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là nó có nút tin nhắn. Thì cái cách này thì về cơ bản là nó rất là giống với cái chạy bài viết và tương tác, rất là giống. Còn khác thì bắt buộc là chúng ta phải lựa chọn cái phần tạo quảng cáo mới. Đó, chúng ta tạo quảng cáo mới thì trong này thì cấu trúc quảng cáo của chúng ta sẽ có hai lựa chọn, một là hình ảnh video hoặc là xoay vòng. Đấy, thế thì lựa chọn một thì có thể lựa chọn một video hoặc là một hình ảnh, nhưng lựa chọn hai là xoay vòng thì có thể lựa chọn nhiều hình ảnh. Ví dụ như là chúng ta chọn hình ảnh đi, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ có thể là up cái hình ảnh từ máy tính lên, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn đấy, thêm hình ảnh, thêm video, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn trực tiếp ngay trong fanpage những cái video mà chúng ta đã đăng hoặc là cái hình ảnh mà chúng ta đã đăng. Đấy, tôi lấy thí dụ như vậy. Đó, thì giả sử như là chúng ta muốn chạy một cái hình ảnh ở trên fanpage, cái ảnh sản phẩm mà chúng ta đã làm rồi, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chọn một cái ảnh như vậy và quảng cáo sẽ trông như thế này. Đó, đây là các cái vị trí hiển thị của nó, các bạn nhìn thấy đấy ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ viết văn bản quảng cáo, ví dụ như là hàng mới về, đấy, chất rất đẹp, giá hạt rẻ, đúng không ạ? Vừa quyến rũ lại vừa sexy, đúng không ạ? Mà sexy thì thực chất cũng là quyến rũ rồi, vừa quyến rũ vừa mát. Chỉ có 5 chiếc về thôi ạ. Ví dụ thế. Sau đó thì cái câu tiêu đề chat trên Messenger thì mình sẽ có thể đặt cái câu inbox để nhận giá tốt hay là để có giá tốt nha. Đấy, ví dụ thế, vui vẻ một chút. Đấy, mô tả Đấy, ví dụ như vậy. Ok, sau đó thì ở đây thì các bạn có thể chọn nút kêu gọi hành động làm cái phần gửi tin nhắn hoặc là những cái nút khác chúng ta muốn. Đấy, chúng ta sẽ tạo mẫu gửi tin nhắn. Khi mà người ta nhấp vào cái nút tin nhắn này thì nó sẽ ra cái câu thoại có sẵn, thì chúng ta có thể chọn các câu thoại như thế này. Đấy, có 3, 4 hoặc 5 câu thoại chúng ta chọn sẵn. Chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta tự trả lời. Giống như là ví dụ xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn không, hay là bạn chọn sai nào, hay là hãy để lại số điện thoại, kiểu như vậy. Thế thì cái mục tiêu của cái chiến dịch này là gì? Khi người ta nhìn thấy quảng cáo, người ta nhấp vào quảng cáo, người ta nhấp vào quảng cáo xong thì nó sẽ ra tin nhắn. Ra tin nhắn thì mình có thể cài đặt cái mẫu quảng cáo này và có những cái câu hộp thoại có sẵn. Được chưa ạ? Thì cái đấy là chúng ta chạy, gọi là chạy dạng là thu hút được nhiều cái tin nhắn. Thế còn nếu mà chúng ta chạy dạng hiển thị trong Messenger thì ví dụ như là Harvard Business Review, sau khi chúng ta click vào thì nó sẽ ra như thế này. Đấy là dạng tài trợ tin nhắn, nó sẽ ra như thế này. Đấy, nó đang gạ ta là gì để cài đặt cái app của nó, đúng không ạ? Vâng. Ok. Đấy, giả sử ta đã tạo xong những cái mẫu này xong thì chúng ta bấm lưu và hoàn tất. Đấy, thì đến đây thì chúng ta có thể đặt quảng cáo bằng cách là bấm vào nút đăng và đợi Facebook phê duyệt. Vâng. Thế thì khi nào chúng ta nên chạy quảng cáo chiến dịch tin nhắn? Thứ nhất là khi mà chúng ta muốn có nhiều tin nhắn để chăm sóc khách hàng hơn, hoặc là chúng ta không muốn bị cướp khách hàng ở trên Common, vì hiện nay có nhiều công cụ có thể cho phép cướp được cái tin nhắn, có thể cướp được cái bình luận. Và dù bạn có ẩn rồi, nhưng mà một số phần mềm vẫn có thể khôi phục lại được toàn bộ cái bình luận như vậy. Thế thì cái tin nhắn đấy nó sẽ an toàn hơn, bảo mật hơn, riêng tư hơn. Và đặc biệt là những cái khách hàng mà mua những cái hàng đắt, hàng xịn một chút thì họ có xu hướng là gửi tin nhắn, họ chat, họ hỏi dăm câu ba điều về giá cả, giao vận, chính sách này nọ. Sau đấy thì họ sẽ để lại số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Sau đó thì thường thì ở Việt Nam sẽ là thanh toán
theo kiểu là nhận hàng rồi mới thanh toán, tiếng Anh gọi là COD đấy, đúng không ạ? Cash on delivery, tức là giao hàng rồi mới thanh toán. Và người Việt thì không thích dùng tiếng Việt, cứ thích dùng tiếng Anh COD. Thì sau đấy thì chúng ta chạy những cái tin nhắn cũng rất là hiệu quả, và chúng ta đo lường giá của một tin nhắn thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn hiển thị trên Messenger thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta lựa chọn trong cái phần là thay vì nhấp để mở thì chúng ta sẽ chọn phần tin nhắn được tài trợ. Và như vậy chúng ta sẽ có thể có hai cái mục tiêu chiến dịch ở đây trong phần chạy tin nhắn, được chưa? Và hai cái mục tiêu này nó sẽ cho những cái kết quả khác nhau. Còn nhắm chọn như bình thường và lựa chọn các cái thông điệp quảng cáo, hình ảnh quảng cáo hoặc là video quảng cáo như bình thường, không có gì thay đổi cả. Ok, các bạn có thể thử nhé. Nếu có vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào.